Không, lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay. Tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Đúng, Vậy thì thì giống như đó. bắt cá hai tay Thì vậy đó, nhưng mà rồi á. cuối cùng thì làm sao mà Rồi dứt được sao bạn dứt được? kia? Dạ thì hôm đó thì Chiều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á. Hello, chào hai vợ chồng. Dạ, lần đầu tiên cho con chào cô Hồng Vân và chú Út Thuận. Con Dạ. tên là Nguyễn Hoàng Vinh. Năm nay con 22 tuổi và con làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 22 tuổi vậy là vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ đúng rồi, con mới tốt nghiệp hồi tháng 4 vừa rồi. Là có như có em bé lên nhận chung bằng với ba luôn á. Ủa sao chị biết vậy? Thì chị thấy trên mạng á. Quen quá đúng không? Đúng rồi. À. Dạ thì con có em bé là hồi tháng 10 năm ngoái thì em bé ra đời, nhưng mà trong rồi với lại lúc đó thì con đang làm là khóa luận tốt nghiệp. Cái con mới nghĩ ra là cái ngày mà mình là lãnh tốt nghiệp á thì mình cần làm cái gì đó cho nó cho có kỷ niệm với con, nên con là cho nhóc lên chung với con để nhận bằng chung luôn. Ai ngờ video clip Dạ. hot quá. Hot lắm Đúng không? luôn. Rồi bây giờ cũng phải hỏi tới cái người mà cũng tạo nên cái độ hit của cái clip đó. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân với chú Đức Thuận. Con tên là Hải Triều. Năm nay con 26 tuổi. 26 là lớn hơn Vinh là Dạ, 4 một tuổi. vài tuổi thôi. Dạ, hai tụi con đều làm freelancer, làm marketing. Rồi em bé là bây giờ là cháu được Dạ, 8 tháng. Rồi bây giờ quay ngược thời gian. Cơ duyên nào các bạn này gặp nhau nè, và có ấn tượng gì về nhau? Lúc mà con học đại học á, con làm chủ nhiệm của câu lạc bộ marketing. Thì lúc mà con ra trường rồi, con vẫn liên lạc với lại mấy bé ở trong câu lạc bộ để đi chơi, kiểu đi cà phê rồi này nọ, hoặc là tạo sự kiện cho mấy bé chạy á. Thì con tuyển anh này vô. Lý do tại sao tuyển anh này? Mỗi năm mà đầu năm là sẽ tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Lúc đó thì tụi con cũng không có thân luôn. Lúc mà tuyển vô rồi, xong bắt đầu chơi chung, rồi kiểu đi chơi nhiều, rồi nói chuyện nhiều, thì lúc đó mới nhận ra là thì là thích cái đó, mình thích là đúng không? Lúc đó là mới là chị em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng sao lần đầu tiên thấy chị ấy sao nè? Con thấy trong câu lạc bộ rất là dữ, thấy cứ khó với lại mấy em lắm. Có khó với con không? Dạ khó luôn. Khó có một đợt là con làm nhưng mà bị nhận xét nhiều quá, xong rồi cái con định out câu lạc bộ luôn. Chuyên sao là chắc là ghét cú nào á thì Trời cho trao vụ nấy. Dạ. Tức là mấy tháng thì con cảm thấy là con có thích cái bà chị này. Cái gần sang năm thứ hai của con rồi thì con mới bắt đầu là nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì nói chuyện trong group, nói chuyện bạn bè thôi. Xong rồi mới về sau thì mới hẹn nhau đi chơi riêng. Lúc mà bạn này bạn thích con là lúc đó con đã thích bạn chưa? Thì lúc đó con không có biết. À, là bạn thích con trước hả? Dạ, bạn nó cũng không thể hiện ra là bạn nó thích con luôn. Lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó con chia tay người yêu cũng lâu rồi. Còn con lúc đó con có người yêu chưa? Con có rồi. Cái mối tình của con là hay cãi nhau quá nên làm cho con thấy nó mệt quá. Nó mệt á. Rồi nên con muốn dứt. Con thích cô gái này á, là con đã dứt cô gái kia chưa? Ông lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay, tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều rồi vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Đúng, Vậy thì thì giống như đó. bắt cá hai tay Thì vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao mà dứt Vâng, được sao bạn dứt kia? được? Dạ thì hôm đó thì Chiều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á. À là Chiều biết luôn. Dạ biết. Mà Chiều vẫn chấp nhận hả? Dạ không. Dạ không. Con thấy cũng kỳ á. Tại con là con rất là không thích những người có bồ. Mà thì đó ghét của nào trời Mà lại trao của gặp đó cha này tự lại nhiên. vừa có bồ vừa cua mình nữa. Không có cua. Không, chỉ Dạ là chỉ cái thích mối tình thôi, cái mối tình nó chỉ chỉ là thích thôi. thì con biết là tâm tư của anh này. Đó nên là con nói là thôi bây giờ á đó là sự quyết định của anh. Anh kết thúc Lúc đó mối kêu quan bằng anh hệ. luôn. Không, lúc đó là vẫn là kêu bằng tên thôi à. Kêu tên hoặc là kêu bằng xưng anh chị với em thôi. Đó, Chứ vẫn chưa có là gì với nhau mình hết. kể thì mình Dạ. phải kể đúng đúng chưa? Rồi sao rồi sao con sao khi mà nghe chuyện Dạ vậy á? thì khi mà nghe cái đó xong là sáng ngày hôm sau là con chấm dứt với bạn đó. Trời, nghe lời chị Bằng dễ cách sợ. nào Con hay là nhắn sao? tin. Rồi bạn có đồng ý liền không? Dạ lúc đầu bạn ấy không đồng ý. Mình dứt khoát luôn. Dạ dứt khoát luôn. Và bạn ấy đồng ý. Dạ vâng. Lúc đó là không nói chuyện với con luôn. Ai? Bạn này. Không nói chuyện con luôn. Dạ.
chia tay hai đứa luôn. Nhưng là chia tay lượt hai đứa luôn. Con thấy mà trong việc đó là con là người có lỗi. Nên con mới là không nói chuyện với Chiều, với lại không nói chuyện bạn kia luôn. Đó. Nguyên ngày hôm đó con im lặng. Coi như là mất cả chị lẫn chài luôn. Dạ đúng rồi, con off hết Facebook, off hết mạng xã hội luôn. Ở ngoài không được luôn. Gọi điện cho con cũng không nghe máy. Trời, con gọi cháy máy luôn á. Tại sao con lại có một sự quan tâm đặc biệt đến Vinh vậy? Mà con phải gọi cháy máy luôn. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá mình bỏ uổng. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá mình bỏ uổng. Yêu rồi mà. Nhà Vinh là bán bún riêu. Hôm qua con ăn thì con thấy cái cách bạn này mà nó đối xử với lại gia đình á, rất là thích. Kiểu như là đây là người đàn ông của gia đình luôn. Hiểu hiểu đó. Tại sao chú hỏi như vậy là bởi vì chú không nắm được cái giai đoạn mà con đi qua nhà ảnh và con cảm nhận ảnh. Bao nhiêu lâu thì con mở lại Facebook? Thì tới tối hôm đó con thấy là gọi nhiều quá. Rồi mà con cũng thấy là chắc là có chuyện gì mới gọi con. Lúc con vừa mở ra thì con lại thấy gọi, lúc đó là cái điện thoại nó vừa reng lên luôn. Đó, xong rồi mới nói chuyện hồi. Cái mới từ mới bình thường lại. Dính luôn. Công khai quen nhau luôn. Con công khai ngày cá tháng 4. Hai đứa yêu nhau và cưới nhau là do bác sĩ bao cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi con quen nhau 2 năm hơn rồi mới có em bé. Rồi bây giờ trong cái khoảng thời gian mà các bạn yêu nhau cho đến lúc cưới thì nó có những cái trắc trở, nó có những cái sự chia tay chia chân gì không? Dạ, trong khoảng thời gian đó thì con không có chia tay nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là nó dính ngay mà 2 năm dịch. Tụi con chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Không có gặp nhau? Dạ không gặp nhau. Dạ cũng có những cái, nói chung là cứ mở cửa ra là tụi con dính như Sam luôn. Kiểu mà vừa hết giãn cách là tụi con sẽ gặp nhau. Xong rồi gặp nhau được một thời gian nó lại giãn cách lại. Rồi lúc mà con, khi con nghe là con có em bé thì lúc đó con sợ không? Phản ứng của Vinh á. Dạ thì trước đó là sinh nhật con là ngày 24 tháng 2. Thì vợ con là báo tin của em bé là ngày 28 tháng 2. Giống 4 như, ngày sau đó. Dạ 4 ngày sau con giống như là con nhận một món quà rất là lớn luôn á. Con có hai tâm trạng, đó là vừa vui mà vừa lo. Con là con vẫn còn đang học, con không biết là tài chính để lo cho vợ con, để lo cho thằng nhóc này nó sẽ ra sao. Có đủ không? Dạ không có đủ. Còn vui là tự nhiên là mình đang đi học, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, đúng làm ba. Cái nhiên làm ba. Dạ. Sang ngày hôm sau thì con muốn chắc ăn hơn, con có đi siêu âm để con xem là thế thai đó bao nhiêu tuần rồi. Bác sĩ kêu là thai đó được 8 tuần. Thì con biết cưới liền, đẻ không hôi là vợ con mà bụng to quá thì không có mặc sơ re được. Con có về nói cho bố con trước. Mà bố nhìn mặt hai đứa mà cứ lấm la lấm lét là bố cũng nghi rồi. Con mới kêu là con với Chiều là có em bé rồi. Bố con rất là bình thường. Kêu bây giờ là con cứ lên phòng đi, đợi mẹ tắm rửa xong đi rồi bố lên là bố là nói chuyện với mẹ với con sau. Rồi mẹ con vừa nghe con nói cái mẹ con bị đứng hình. Con không nói được gì nữa mà cái giận con kêu mày á, mày mới chưa học xong nữa mà mày đã có em bé rồi. Mày lấy gì mày lo cho nó. Kêu không, bây giờ nếu đã có em bé rồi thì con vừa học con vừa đi làm rồi. Miễn sao mà con có thể mà lo cho con của con, cho vợ con là con cái gì cũng làm hết. Xong rồi mẹ con cũng im một thời gian vậy á, rồi con mới năn nỉ. Mẹ con kêu bây giờ có cháu rồi thì mình vui thôi chứ sao. Bây giờ đi kể cho bạn bè là sắp khoe tới đó, là khoe ban đầu là im lặng. Dạ đúng rồi. Sau đó coi như là xả láng luôn. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ phản ứng của gia đình con là sao? Con nói với ai đầu tiên cái tin này? Con nói với anh hai con á. Rồi phản ứng của anh hai là sao? Tại vì con ở chung với anh hai con. Hai vợ chồng con hiện tại vẫn ở chung với anh hai luôn. Anh hai con bình thản lắm, y như bố vậy. Ồ vậy hả? Rồi anh hai có mở đường cho con. Mẹ con có linh cảm hay lắm. Kiểu như là trước đó là con đã kiểu trễ á, con về con quê con thăm mẹ, con nói mẹ thì có khi nào có bầu không, con kiểu không có đâu, cái này chắc trễ thôi mẹ, ai về thiệt. Cái con về con nói với mẹ con cũng mẹ nói mà. Cái ba con kiểu trời sao hai đứa này kỳ rồi, xong cũng hết. Bây giờ có lúc đó vậy thôi á. Nhưng mà bây giờ sanh nó ra rồi là ông bà nội ông bà ngoại là chắc mê lắm hả? Kiểu là dành nhau luôn. Dành nhau luôn. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi nè. Về nhà đó, yeah. Rồi á là nhiều những cái gọi là cái tật á, cái tật mà thiệt á, gọi là khó chịu mà ương bướng hay là kiểu mà chướng á, hiểu không, giống như chướng á. Đó là những cái tật gì? Đứa nào chướng hơn đứa nào? Đó. Ai kể trước đi? Dạ, chắc cho vợ con kể trước đi. Dạ vâng. Thì lúc mà tụi con quen nhau 2 năm á, là tụi con hầu như kiểu
không bao giờ cãi nhau luôn, không có gì giận nhau bất cứ cái gì luôn á, nó vui lắm. Nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì lúc đó xui là con có bầu. Nên là cái hóc môn, cái cảm xúc của con tính tình con nó thay đổi. Kiểu như có một cái việc nhỏ thôi là con đã kiểu rất là bực mình rồi. Mà chồng con thì rất là nhây, thấy con bực mình là chọc thêm cho bực thêm. Kiểu chọc tới khi nào mà hai đứa gây lộn luôn. Dạ, gây lộn thì thôi. Rồi là nhây đó. Nhây, một tật xấu là nhây. Tại vì lúc mà con chọc bình thường á đã cọc rồi, mặt đã nhăn rồi. Mà con càng nhây nữa thì càng nhăn hơn. Mà con lại khoái nhăn. Dạ đúng rồi, mà con thích cái biểu cảm mặt mà nhăn á. Nên là con cứ chọc cho tới khi nào mà cọc và con nhây tới độ mà bực lên phải hét lên luôn, thôi dừng đi á, rồi thì con mới dừng. Nổi điên á, nổi điên rồi đó, con mới dừng. Chứ mà có bình thường quá thì con lại không chịu. Rồi ví dụ như bà giận quá rồi mình dừng lại rồi có năn nỉ phải không? Dạ, tụi con từ lúc quen á thì đã nói với nhau á mà nếu mà có cãi nhau giải quyết trong ngày hôm đó luôn, chứ đừng kéo sang ngày hôm sau. Nên là con vừa chọc điên lên xíu, xong rồi xíu là con lại dỗ. Con lại xin lỗi nha, giỡn nãy giỡn thôi chứ không có tình đâu. Rồi cái bà xã. Dạ xã ra. Rồi, thêm tật gì nữa? Chồng con chắc có chỉ có là nhây là. Cứng đầu không? Dạ không. Con cứng đầu không? Dạ. Chỉ có nhây thôi hả? Nhây dạ. Có cái ví dụ nào mà về cái nhây này ra kể con nghe coi. Dạ, ví dụ như vợ chồng thì con mới sinh em bé á, mà bạn này thì bí lâu quá. Xong cái bạn cứ khều con. Cứ khều vậy đó. Mà con nói không. Tại vì con không có đâu có đủ hóc môn để đáp ứng đâu. Xong cái cứ khều con hoài á, khều từ năm này qua tháng nọ luôn. Trời gì dữ vậy? Năm này qua tháng nọ dạ, luôn á. Là từ lúc năm ngoái sinh em bé tới bây giờ luôn. Trời ơi là con để đâu ác quá vậy con. Trời ơi sao con ác với nó vậy con. Trời ơi. Con cũng mở nhưng mà con mở là từ từ. Tại vì sức con thì sinh em bé là sinh mổ. Mà con còn hút sữa nữa. Mà con hút chắc 2 lít sữa một ngày á, nên là sức khỏe của con kiểu như là nó rất là yếu. Nên là con chỉ muốn ngủ à. Bây giờ là mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Bớt nhây với con. Nó có một tật xấu là nhây thôi. Giờ nó thay đổi là bớt nhây thôi. Tới con đó, con nói cho dạ, con nói đi. Tật xấu của vợ là chắc là cọc tính đó. Cọc tính nè. Dạ. Rồi có ỷ lớn rồi ăn hiếp. Dạ đúng rồi. Con nếu mà nói ỷ lớn á thì không có, nhưng mà có nhiều lúc á mà cãi nhau xong rồi sáng ngày hôm sau kêu anh á, anh là anh còn nhỏ. kiểu anh là chưa có kinh nghiệm đâu. Với lại mà với sự mà trải nghiệm của anh còn ít. Em là lớn hơn tới 4 tuổi mà nên em nhiều. Em ăn cơm rồi là anh còn bú sữa. Dạ đúng rồi. Cái gì nữa? Anh còn mâm sữa mà anh đòi cãi. Rồi em. Sao mỗi lần mà nghe câu đó của vợ thì sao? Cứ vợ chồng nó cưới mà cứ tuổi tác. Anh nè, anh đòi bằng tuổi. Anh đòi ngang hàng với con. Đổi khai sinh luôn đi. Với lại mỗi lần mà khóc á là rất là khó dỗ. Là đỉnh điểm là một lần giấy khai sinh thì cái lần đầu tiên con đi làm á, con đã viết giấy đó, con cứ viết đi viết lại tại vì vợ con muốn con này, nhưng mà người ta lại nói con một đằng khác. Vợ con kêu giờ muốn ở Bình Dương, con kêu bây giờ nếu ở Bình Dương thì người ta muốn ký một cái tờ giấy gì đó. Xong rồi cái vừa về cái lần thấy là khóc, đang khóc. Xong rồi con mới kêu thôi vậy em đi làm giấy khai sinh đi. Thì giấy khai sinh thì anh là khỏi làm nữa, cho em làm. Lúc đó con đang ở cử nữa. Anh nói câu đó sắp ốc. Chứ đó kiểu nhây á. Dạ. Xong rồi con đợi hồi nữa thấy vợ con hết khóc. Nó khóc không cũng ít à. Xong rồi con thấy vợ con hết khóc. Cái con lại con kêu con mới giải thích cho con theo quê quán của anh đi. Vợ con không nói gì hết. Cứ im tới tối vợ con lại khơi cái chuyện đó lên. Lại nói nữa, lúc đó cũng trễ rồi, cũng 11, 12 giờ rồi. Tính con là con không muốn cãi. Mỗi lần cãi nhau là con hay bỏ đi lắm. Con hay đi bỏ ra ngoài phòng khách hay là gì đó. Không có nói lại. Dạ đúng rồi, con đợi khi nào hết. Đợi con bình thường lại rồi, con đi vô con mới nói. Con vừa bỏ ra cái khóc quá trời. Khóc tiếp. Đúng lúc đó là vợ con cũng đi hút sữa nữa. Đang hút kiểu mà đang ức trong người mà còn bắt đi hút sữa là cọc á. Cái tự nhiên là làm rớt cái bình sữa. Vừa rớt xong cái khóc mà muốn ngất luôn. Khóc mà giống như mà con muốn đưa đi bệnh viện luôn á. Khóc ngất luôn. Xong rồi cái con không biết làm gì hết. Con mới bế cho phòng. Nguyên ngày hôm đó là con thức nguyên một đêm luôn.
Nên chưa mình cũng sót đúng không? Dạ đúng rồi, thấy có chuyện vậy mà mình đã làm vợ mình khóc rồi ngất gì. Lúc đó là con cũng tay chân hoảng, sợ, chứ. Sợ. Kiểu chưa bao giờ thấy vợ mà khóc mà cứ nằm yên mà cứ như vậy nè. Ở lúc đó con có xin lỗi được không? Dạ, có dỗ dành được không? Dạ, sáng ngày hôm sau con có nói, con có xin lỗi. Cho nên giờ cuối cùng là thôi. Cuối cùng là đi đâu? Bình Dương hay đâu? Giờ đang dạ cậu con vẫn ở đây vẫn làm vẫn như vậy. Giờ con muốn vợ thay đổi đường gì đó, đường hay đâu mà thay đổi là chắc là bớt khó chịu, cập tính lại thôi. Chứ mà mấy nếu mà nói về mấy chuyện kia thì không có gì khiến vợ thay đổi nữa. Có nghĩa là bây giờ nó đã xả cửa cho con rồi đúng không? Xả rồi dạ, đã xả rồi. Rồi vậy thì ngon rồi. Nói tóm lại là rất là dễ thương hai đứa con luôn á. Vợ của con nó đang trong cái thời kỳ á là gọi là hậu sản á, con hiểu không? Cho nên tính tình nó sẽ còn phải nóng tới khoảng khi em bé khoảng chừng hơn năm tuổi rưỡi nó mới đầm lại. Con cố gắng chịu đựng nó thêm 7 tháng nữa đi con. Rồi bây giờ cho gặp em bé được đúng không? Cho gặp để em con bé đi. Giống ai? Cho gặp em bé đi. Trời ơi. Các bà nha. Ôi trời cái mặt, ôi trời cái mặt em. Trời ơi, thương quá. Mặn cưng quá trời con. Ông Thuận chúc cho con ăn mau chóng lớn nha. Rồi lớn lên coi như lấy hết những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ vào trong mình nghe con nha. Rồi chúc cho hai đứa lúc nào cũng yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tận hưởng cuộc sống, và chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc nha. Cảm ơn chú ạ. Xin chào hai vợ chồng. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Dạ tên là Tuyết, 31 tuổi, hiện tại đang làm bên ngành thẩm mỹ. Tới cưng nè. Chào anh Thuận và cô Hồng Vân. Em tên Minh, hiện đang là làm về bên ô tô. Dạ em có một cái gara ô tô mua bán và độ xe. Làm Minh nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Dạ con lớn hơn Minh 1 tuổi. Ủa vậy thì cơ duyên nào mà khiến cho chàng ô tô gặp nàng thẩm mỹ đó? Dạ thật ra là hồi xưa là tụi con làm nhân viên văn phòng, con làm ở đó 2 năm, Minh thì làm lâu hơn. Thì Minh không phải là gu của con. Tại vì gu con là phải lớn tuổi với lại là có sự nghiệp đồ nọ đàng hoàng hết rồi á. Thì lúc đó ngồi chung phòng, anh sếp anh cũng nói là đừng có nói, mày mốt á ghét của nào trời cho của đó. Y chang luôn ha, thích bằng tuổi mày mốt gặp đứa nhỏ hơn. Dạ xong rồi á nhìn bạn này á thì á nhìn kiểu như là giống như là ăn chơi nhậu nhẹt nhiều vậy á. Tại vì bạn này sáng nào á vô phòng ký giấy tờ với sếp á, tại vì tụi con là ngồi chung với lại anh giám đốc, vô là thấy gì mặt gì giống như mới đi nhậu khuya về mới ngủ dậy vậy đó. Nhưng mà có nghe cái mùi rượu bia dạ không? Dạ không nghe, nhưng mà nhìn giống như là hay ăn nhậu vậy á. Nhìn dạ cho nên là cảm giác vậy thôi, dạ, chứ thực ra là bạn không có. Dạ đúng rồi. Cho nên là 2 năm trời là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Vậy thì bên đây có phải là gu của mình không? Ban đầu em nhìn thấy dữ. Tại vì trong phòng kinh doanh có mình bảo là sơn cái đầu vàng bạch kim mà. Sơn cái đầu vàng bạch kim mà. Sơn luôn. Sơn cái đầu đó, sơn cái đầu luôn. Khi mà kiếm hiệp vậy đó. Bị nó làm cái màu bạch kim vàng. Nội hết đó luôn mà con nghĩ đây là anh chơi tối đi bar vlog các kiểu nha. Cái xong nhưng mà thực sự nó có vậy không? Dạ không. Dạ không. Vậy không phải gu nhau sao tới? Tại con có quen mối tình khoảng từ lớp 12 á cho tới năm 20 là khoảng 8 năm phải. Trong chia tay cái lúc bữa nó con buồn quá, ngủ không được. Sáng tới cái 4-5 giờ sáng vậy á, cái bữa nó buồn quá, hình như là lên Facebook lướt thấy ai còn online là mình cứ nhắn tin. Thấy tự nhiên 5 giờ sáng bà này online, cái nhắn tin qua hey. Nhưng mà không trả lời là hey. Chưa bao giờ con nhắn tin như làm phòng, trong phòng đó là phòng kinh doanh, là admin con là bên cũng bên phụ kiện kho xe á. Thì mà vô hoài mà chưa bao giờ con nói chuyện luôn. Ủa nhưng mà sao lúc đó em cũng chưa ngủ luôn hả Tuyết? Dạ không, bạn này nhắn lúc nào á em không nhớ. Nhưng mà tầm 6 giờ mấy thì dậy á, thì dậy để đi làm thì hay mở điện thoại lên là thấy đã nhắn tin. Dạ, đó rồi, rồi. Dạ. Thì mình hy lại. Dạ, dạ, rồi sao cái hy đó là có nói chuyện không? Tại sao giờ này còn chưa ngủ? Nói là buồn quá không ngủ được. Xong rồi con bye bye. Không nói nữa. Rồi thôi không nói chuyện đó. Tới khoảng 3-4 ngày sau con cũng nhắn tin lại tiếp. Ủa tại sao lại nhắn tin lại? Có mình bà này nhắn tin rồi con trả lời à. Tại vì list bạn bè thường là con trai không à. Rồi lúc đó không nhắn gì tiếp? Ra là lúc đó ở trong công ty cũng đồn rồi. Có một bạn á ngồi chung phòng á
thì cũng nói là Minh nó mới chia tay này kia nọ, khắp công ty. Rồi xong rồi không có chịu đi làm, nghỉ, không chịu đi làm, vô là mặt mày râu rồi nọ rậm rạp lên á, kiểu buồn. Xong rồi thì Minh nhắn á thì con cũng thấy nghi nghi rồi. Thì nhưng mà lúc đó cũng nói chuyện bình thường thôi. Xong rồi bữa đó vô tình, bữa đó là rủ đi bữa tối đi ăn, xong rồi đi uống nước. Từ đó là bắt đầu nói chuyện nhiều hơn á. Con có ăn ngủ với bạn không? Dạ không, bạn không có kể. Đó là biết là do ở công ty đồn chứ bạn không kể. Bữa mà dành đi ăn thì em mình chưa là xác định được là gần như là đi chơi cho vui để hết buồn thôi. Mình cũng không có ai nói chuyện mình, tự nhiên mấy năm trời mình cứ nhắn có người nói chuyện mình thì bây giờ không có ai nói chuyện mình, cái mình cứ nói chuyện với bạn này. Thì cứ nói thì nói qua nói lại chuyện công việc, tất cả chuyện, rất là nhiều chuyện. Xong rồi cái vô tình cái cảm giác mình thích, nhưng mà lúc đó là đang sinh là chị em cũng bị ngại chỗ đó, với lại trong công ty em quen trong công ty sợ nhất là lỡ có gì cái công ty nó đồn mình bỏ người này người kia lỡ có chuyện gì á, nên còn ngại chỗ đó nên là không có dám ngỏ lời, nên cứ im tàn nhắn tin nói chuyện đi chơi các kiểu, tuần là đi chơi lần, đi xa là đi đâu? Đi sáng đi chiều về. Tự nhiên bữa đó nhắn tin sáng, nhắn tin không trả lời. Ủa sao vậy Tiết? Dạ tại vì á là bạn này thật sự là trước khi quen á thì không phải là gu bạn nó dẫn về nhà gặp mẹ á, thì trước thời gian mà nói chuyện á thì cũng bạn cũng kể về mẹ là mẹ làm giáo viên rồi này nọ, thì cũng kể gia đình sao mọi người là làm công việc gì đó. Bạn đó lúc đó không phải là gu, nhưng mà gia đình chồng lúc đó mình cảm thấy là gu của mình. Đó là cái điều mà mình mà phụ nữ ai cũng mong muốn được gặp gia đình như vậy hết. Thì xong là mình lại có tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà bạn này thì lúc đó cũng chưa nói gì hết, dẫn về nhà mà không nói gì hết. Cho nên là qua đầu tuần bạn nhắn thì con không trả lời là do không có muốn, mà hai đứa cứ như vậy hoài mà không có kết quả. Dạ đúng rồi. À con hơi bị giận đó. Dạ đúng rồi, hơi bị giận đó. Ngồi lại. Còn con thì sao? Lúc mà con nhắn tin nó không trả lời con, rồi trong đầu con nghĩ cái gì? Thì con cũng ngọ, chắc là cũng vì cái chưa nói rõ cái mối quan hệ của mình ra. Nhưng mà mình có hiểu không? Mình dạ, có hiểu là cổ lẫy mình không? Có lại có hiểu, tại vì thường nhắn tin trả lời liền quá sai à. Bó hoa. Nhưng mà để số điện thoại bạn này, người ta tới người ta gọi bạn này xuống lấy hoa. Xong rồi con lấy cái con mới nhắn tin qua là chị ơi làm bạn gái em nha. Trời nhắn tin cô đó mà con ngại. Nhưng mà dễ thương đó chị á. Chị ơi làm bạn gái em nha. Đó giống như chị ơi em yêu chị đó. Có nói vậy đó. Rồi sao nhận bó hoa nhắn? Em xuống nhận bó hoa ở cửa bên này thì thấy bạn đứng bên kia nhìn qua. Xong rồi con nói là giờ mà còn kêu bằng chị nữa. Trời ơi. Xong có đổi không? Dạ có. Xưng hô đó. Dạ có. Vẫn một hai nhưng tinh. Mà vẫn một hai tin sau mới đổi, tại vì vẫn còn ngại. Chưa quen nữa. Dạ đúng rồi. Với lại nghe nè, cái bữa đó mà thấy em cầm bó hoa đó, trong công ty nó có nghi ngờ gì không? Dạ không, tưởng là ai ở ngoài á chứ không có biết. Cái tỏ tình đó với anh đó là anh thấy nó rất là lãng mạn nha. Cái lúc cầu hôn có lãng mạn không? Không. Đáng lẽ là lãng mạn. Có lẽ là đáng lẽ đâu kể. Như vậy là nó lãng gì rồi? Thì bạn này có nhắn cho cái chị bên công ty của con, nói là chị ơi ngày mai muốn cầu hôn Tuyết chị vậy đó. Xong rồi chị sắp xếp giùm mà cũng khuya rồi. Chị đó sắp đi ngủ rồi, chị đó nhận tin nhắn như vậy. Xong chị đó cũng ok là hẹn ra ở Hồ Bé Nguyệt. Có một chị khác nữa cũng set up này nọ, người ta đặt bàn xong hết rồi, hẹn giờ giấc xong hết rồi. Cái nhắn lại, thôi chị ơi không đi đâu. Sao vậy Minh? Tự nhiên cái con tưởng tượng ra, tự nhiên tới đêm mà tối mà cầm bó hoa ra đứng ngay Hồ Bánh Nguyệt mà cầu hôn nó, không biết mình có làm nổi không, ngại. Mắc cỡ không? Cảm như là không biết mình đủ can đảm không. Cái con tưởng tượng ra bây giờ cầm ra chắc người ta nhìn người ta quay rồi. Con là nghĩ trong đầu giống trong phim á. Đúng mà cầu hôn hoa, nhưng mà con sau lúc sau lúc đầu ban đầu gụng cảm nha, nói người ta sắp xếp các kiểu. Tới ngày hôm sau cái trưa rồi. Chết rồi, cái không nổi đâu quá. Kêu chị đó hồi lại thôi. Rồi sao? Tự ông lên ý tưởng rồi tự ông dẹp ý tưởng luôn. Xong rồi chiều mấy chị em dẫn đi luôn, nhưng mà con không có biết chuyện này luôn. Bữa đó là ngày thứ 6, xong rồi qua bữa sau thứ 7 thì con có qua nhà bạn này. Thì bạn cũng chuẩn bị rồi, mua nhẫn rồi, hoa rồi, bữa thứ 7 mới mua. Qua thì mở cửa ra thì tụi con có nuôi một con chó. Cái thấy nó làm bãi đó xong mấy con hốt, xong rồi dội sơn, xong rồi chở nó đi chơi. Con đứng núp vào trong á, tại con nói với bạn đó là con đi mua xe rồi. Sao? Con đứng sau tường mà con coi camera á.
Rồi còn sao quần mấy con chó không à, mà đợi tiếng đồng hồ để chở con chó đi dạo, cũng đứng như đó để vô để ờ là con nhau rồi sao rồi sao thì bạn nó bước vô cái đưa hoa làm mạnh đồng ý là vợ anh nha. Có nghĩa là vẫn thành công nhưng mà bị delay thôi, đúng nghĩa không? Với lại sai, có nghĩa là đổi bối cảnh đó chị. Thay vì cái bối cảnh trên một cái cầu ánh sao lãng mạn mà bây giờ chuyển về một cái bối cảnh là một ngôi cái nhà. Căn nhà mà trong đó có cái con chó và ừ, có mẹ chó nó chờ trước cửa, đúng mẹ rồi trước, đó, mình và có một cái mùi thoang thoảng đâu đó mà của nó nữa, đúng không? Vậy rồi là bây giờ á, có những cái tật xấu nào của hai đứa mà từ lúc yêu nhau là thấy không có, về ở chung rồi mới gọi thấy có. Dạ thí dụ như là phòng đồ nọ là phải dọn, xài đồ gì xong là phải để lại chỗ cũ, hay là thay đồ là phải bỏ vô giỏ gọn gàng là không. Anh, anh bừa bãi đúng không? Dạ đúng bừa rồi. Bồn. Trời, chị dùng cái từ bừa bãi luôn hả? Mình kêu làm cái gì là phải nhắc. Phải nhắc hoài, chừng nào làm thì thôi, chứ không có phải anh làm cái này là cho không em. Không có tự giác. Dạ, đúng rồi. Sáng nào là cũng phải kêu dậy hết á. Không kêu là không dậy, ngủ tới chiều cũng được. Trời ơi. Rảnh là ngủ. Dạ, rảnh là ngủ. Giống chị đó em, chị rảnh là chị ngủ. Mong muốn mình thay đổi điều gì? Dạ mong muốn bạn là bớt ngủ lại, với lại là nhiều khi để ý hơn á. Ví dụ như như con nói như vậy thì bạn phải tập trung để làm. Rồi, Minh. Giữ. Giữ. Hay dạng như là nóng tính á, có chuyện gì giống như là có một con chó, con chó đó là con giống cọc ghi, coi đâu á nói là chó đó được tuyển vào làm cảnh khuyển á, thì con biết là con cọc ghi không thể nào mà làm cảnh khuyển được, tại vì cái giống nó rất là lùn. Con giải thích như vậy, đang ngồi uống quán phê đưa cho nè, anh coi này con chó này nó rồi làm gì mà được, nó xạo nó lừa em không á. Kiểu content á, kiểu người ta đưa lên, bạn nói là content đưa lên thôi chứ sự thật không có như vậy. Nhưng mà con đưa bạn không chịu coi, không có coi nghe không mà là bạn rồi giận rồi. Sao? Rồi giận sao? Giận, cãi nhau nghe quán cà phê luôn, cãi xanh mạch luôn, cãi ngồi người ta nhìn quá trời nhìn luôn. Giận con là bởi vì con không chịu coi. Dạ, nó rồi đưa cho con coi thì con làm bộ đi, con làm bộ con nghía vô cái con nói đi em ơi không phải đâu này cái nọ con này con không thèm coi, con nói thôi dẹp đi con này. Nó tự ái là cái đó, ý giống như là anh coi thường tôi, làm như tôi không biết gì về chó ví dụ vậy đó. Tiếp tục mời muốn mà không được hay nhảy thật gì nhảy ví dụ vậy? Coi cái phim gì đó hay coi một cái gì trên Facebook hay YouTube gì đó là thấy người ta đang đi nè. Trời ơi, chồng người ta được cái này cái nọ, đi cái này chồng mình bựa cho mấy tháng rồi không chạnh đi. Sao ta cái đó là gì ta? Hay so sánh. Còn cái này áp lực nhất luôn đó là chụp hình. Đi tới đâu bắt con chụp mà coi xong xấu nha. Ví dụ mà coi ở chỗ đó mà thấy mà xấu. Coi liền nó thấy xấu thì còn kêu chỉnh lại được nha. Còn bữa đó dạng như đông người quá phải chụp liền xong tối rồi coi là giận. Trời ơi. Đập đồ. Trời ơi. Tôi y chang luôn. Cuộc đời em chụp ai cũng không ai chê, ai cũng nói em chụp hình đẹp, chỉ có duy nhất một người chê em chụp hình là vợ em. Chỉ có con áp lực không muốn đi chơi luôn đó. Còn một câu này mới đau lòng mình nè. Mai mốt đừng chụp tôi nữa nghe. Có nói không? Vợ tôi nói. Có. Vậy giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Con mong muốn đi chơi ít chụp hình lại. Ít chụp hình lại đúng không? Không như là tới rồi. Cạnh đẹp với con nhà như con không thích chụp hình. Con muốn là thưởng thức đi, enjoy đi, đúng không? Con phải nhớ nè, mỗi đứa nương nhau chút xíu. Chứ để mà cứ gây lộn á, rồi đứa này áp lực, đứa kia áp lực á, mệt mỏi lắm con. Mình làm thẩm mỹ mà giờ mình buồn hoài, mình áp lực cái mình, da mình nó không có được đẹp nữa, tội, hiểu không? Rồi Minh cũng vậy, chiều nó được chút nào chiều đi, đúng không? Quên đi những cái nỗi buồn trong quá khứ. Rồi, vậy nha. Yeah. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Yeah. Hai vợ chồng rất là cao nha. Mà. Đúng rồi, dáng rất đẹp luôn ấy. Như người mẫu. Đúng. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, em tên là Nguyễn Thí An. Năm nay em 29 tuổi, quê của em là ở Bạc Liêu. Và công việc của em là nhân viên kế toán và em làm tại Cần Thơ ạ. Chào An, mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Thanh Vân, chào quý vị khán giả xem trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Thành. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Lâm Đồng. Em đang công tác tại Ban Kỹ thuật Trung đoàn 97, Trung đoàn 30 Quân chủng Phòng không Quân ạ. Chào hai bạn bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà cái cơ duyên nào mà khiến cho cô nàng kế toán ở Bạc Liêu
quen với một anh quân nhân ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng. Tụi em quen nhau là qua Facebook á. Thế hai bạn quen nhau từ năm 2000 bao nhiêu? 2020. Lúc đó là em còn đang học đại học của năm 2 ở Bạc Liêu. Do trước đó là em tốt nghiệp cấp 3 xong thì em đi làm tầm 4 năm thì em mới quay lại học đại học. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy với nhau được là 1 năm 8 tháng rồi chị. 1 năm 8 tháng? Dạ, đúng rồi. Cái điều gì mà khiến mà bạn lên Facebook? Hồi đó là có Facebook nó có chức năng hẹn hò ấy. À, ghép đôi. Rồi ghép hồi đó em còn độc thân vô tính mà. Nên là cứ đi thả thính thôi. Thả cái có dính ai không thì dạ, chính thính dính nhúng vào em. Chính thính dính nhúng vào em. Ồ, là người đầu tiên luôn? Dạ vâng. Thật không? Thật chứ. Lúc đó là em có nhìn thấy cái avatar của cô bạn này thì là em có kết liền luôn không? Dạ, lúc bắt đầu thấy hồi đấy bạn chụp trong lễ hội trong siêu thị. Dạ, siêu thị cái thấy có đèn lồng rồi ấy, mặc cái áo màu hồng trông dễ thương lắm. Thế là em thấy hợp gu thì em kết bạn này, nhắn tin qua lại thì thấy tình dính thính. Thế còn bạn này có phải là người đầu tiên thả thính em không? Cái ứng dụng đó thì trước đó thì em cũng không biết là mình đã đăng nhập từ bao lâu rồi. Nhưng mà vô tình đêm đó em vô thì em thấy có nhiều người nhắn tin á. Em thấy nó phiền á, em không có để ý. Nhưng mà em thấy anh này vẫn có bộ đồ quân phục của quân đội á. Em thì có một niềm đam mê với quân phục của quân đội, kiểu như là em thích màu xanh á. Anh này cũng kiểu như hi hai thôi chứ không có hỏi nhiều. Rồi sau đó thì mới xin nick Facebook, rồi xong rồi anh mới kết bạn, rồi qua đó nói chuyện đâu tầm 5 tháng á, anh này mới nói là xuống Bạc Liêu để mà đi chơi mấy địa điểm ở Bạc Liêu á, nhưng mà không biết đường đi, em có thể là dẫn anh đi được không? Thì trên đó thì Facebook em cũng có đi chơi nhiều chỗ trên Bạc Liêu, em cũng có chụp hình á, rồi anh cứ gửi hình bảo là ừ tấm này em chụp ở đâu mà xin vậy, dẫn anh đi thì kia, hẹn là một ngày cuối tuần nào đó thì anh sẽ xuống. Thường ngày cuối tuần thì em cũng đi về quê không, mà em không có ở lại Bạc Liêu. Dạ, em ở Đông Hải Bạc Liêu, còn em học thì ở trên thành phố cách đó cả tầm 50 cây. Dạ, thì cuối tuần đó thì chồng em bảo là xuống thì em ở lại, em không về, để mà em đợi, em nghĩ là sẽ dắt bạn xuống để đi chơi cùng thôi chứ không nghĩ là hẹn hò, tại vì lúc đó bằng tuổi nhưng mà em bắt chồng em kêu em bằng chị. Chồng em vẫn kêu. Cái lần gặp đầu tiên đó thì trên cái xe đó thì có cả mẹ chồng em và ngoại chồng em nữa. Ủa nhưng mà em dẫn mẹ với bà ngoại xuống dưới đi chùa, đi mẹ Đông Hải hay là có ý là đi gặp mặt cô gái này? Dạ không, tại hôm đấy là bà với cả mẹ xuống đây thăm em chơi. Tại lâu lắm rồi cũng không con công tác như này mà chưa giờ xuống thăm á. Tình cờ thôi. Thế hỏi là thế bây giờ mẹ với cả bà anh xuống đây thăm thì em có đi chơi cùng thì có được không? Bạn đồng ý thì xuống đây luôn. Nói chung là nó tới một công mà 3-4 việc luôn. Nhưng mà nè, xuống dưới rồi thì hai bà là nhìn thấy cô bạn này thì có ý gì không? Dạ thấy ưng luôn vậy. Ưng luôn. Mẹ với bà ngoại của Thành xuống á thì là em đưa cả nhà đi đâu? Dạ lần đầu là em đưa ra mẹ Nam Hải để thắp hương. Dạ. Xong rồi em dắt cả nhà đi ăn bánh xèo ở Bạc Liêu. Cái lúc ăn đó thì bà ngoại có gợi ý là thôi không đi nữa đâu, mệt quá. Bây giờ xuống quê của bé An chơi đi. Em cũng sợ với ngại. Thì em cũng có bạn ga là nhà em xa lắm, đi cả tầm 2 tiếng á, thì đi tới đó thì cũng đã 2-3 giờ chiều rồi, ngoại về lại đây nữa thì nó quá trễ rồi. Xong mà ngoại bảo không sao đâu, tầm sắp bây giờ tôi dẫn lên xe lái về được không sao đâu. Rồi sao có dẫn về? Dạ, xong rồi em mới lẻn ra ngoài, em điện cho mẹ em bảo là hôm nay con có dắt gia đình của bạn ở trên Cần Thơ xuống Bạc Liêu chơi, nhưng mà người ta muốn xuống quê mình chơi, sẵn tiện ghé nhà mình luôn. Mẹ hỏi là người lớn hay sao thì em mới trả lời là dạ, bà ngoại cũng 70+ tuổi rồi. Mẹ nói ừ người lớn thì không sao, kiểu như cũng nghĩ là đàng hoàng. Nhưng xong rồi cái mẹ em mới điện 500 anh em lại, kiểu như là mặn vịt mặn gà nấu cháo cái kiểu để gia đình của bạn bình thường thôi chứ không nói là người yêu. Xong mà mẹ em cũng hiếu khách á thì cũng đãi tiếp đón nồng nhiệt lắm. Gia đình chậm xuống thì kiểu như mấy anh chị xung quanh hiểu lầm em là đây là bạn trai của em và gia đình chồng em là đang đi xuống để xem mắt em vào ngày cuối tuần. Kiểu đúng đó chứ. Hiểu lầm nhưng mà thật ra nó đúng đó em. Đúng rồi, đúng quá luôn. Đúng không Thành? Dạ đúng. Nhưng mà nè, mẹ đó là người miền Tây. Dạ đúng rồi. Còn Thành là hai bà là người Bắc đúng không? Bắc đúng không? Đúng rồi. Thì giữa cái văn hóa khác miền như vậy thì nó có gặp những cái sự khác biệt và nó có gây nên sự trở ngại gì không? Có anh. Mẹ chồng em thì kiểu như là người miền Bắc nhưng mà hiện đại. Mẹ em trẻ lắm, mẹ mới có 50 thôi, nhưng mẹ ruột của em thì đã 60 rồi. Vừa trên là tuổi, vừa trên là cái quan niệm sống. Mẹ em cứ quan niệm là trai miền Bắc là kiểu như là gia trưởng. Rồi thêm công việc của chồng em như thế này thì kiểu như là ở một mình nhiều hơn, chăm lo cho con nhiều hơn, chồng đi công tác nhiều hơn. Thì mẹ bảo là
xa gia đình mà Thiêm ở một mình không quen ai cho nó nữa thì mẹ nói là mẹ không muốn, mẹ cứ bàn ra thôi. Mẹ còn bảo là nếu như mà tao biết gia đình bạn này là người Bắc á thì cản rồi. Mẹ không thích người miền Bắc. Lúc đó là mối quan hệ của hai đứa là nó có tiến triển như thế nào rồi? Trên xe đi thì ngoại em bảo là giờ này còn chị em gì nữa, hai đứa mày cưới nhau đi, trong năm nay thì tao cho bé An ba chỉ, tao cho cái thành hai chỉ. Tối hôm đấy thì em tỏ tình với vợ em luôn. Nhưng mà vẫn còn đang gặp một cái lấn cấn từ phía mẹ em. Mẹ vợ, đúng. Đó, vậy thì làm sao để hóa giải cái điều đó? Em cũng lấy ví dụ và cái người chồng miền Tây là như vậy đó. Cũng không có phải mặc định rằng là trai Bắc là sẽ như vậy. Đúng rồi. Cái đó là kiểu như mẹ thấy những cái người ngày xưa thôi. Đúng chứ rồi. Hiện đại bây giờ cuộc sống nó đã khác nhiều rồi, không giống như là như vậy nữa. Về phía mẹ và bà ngoại của Thành thì có cái động thái đẩy thuyền nó ra sao? Hai bà thì cứ mưa dầm thấm lâu đây. Em thì cứ ăn vạ dưới xuống đây ăn vạ suốt. Mẹ em khó, mẹ em bỡ chứ. Hai đứa chưa có gì với nhau, người lớn cũng chưa có nói chuyện gì hết. Mà người lớn bên đây đã qua bên đây rồi. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Chẳng chưa có nói gì. Xong mà chồng em thì cũng chưa có nói gì. Mẹ sợ là sau này hai đứa không thành thì em lại mang tiếng. Xong rồi cái lần Tết năm 2022, mẹ chồng em cũng định xuống một lần nữa, lần cũng ngay dỗ ngoại nữa. Em cũng kiểu bàn ga với mẹ chồng em. Thì cái lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Lần đó là mẹ em xuống là đám hỏi luôn. Đây lúc đấy mẹ vợ em cũng xui xui rồi, chốt ngay không bà đổi ý mất, chốt ngay không bà đổi ý mất. Tại vì chồng em xuống nhà chơi là nhà rửa chén hay là giặt đồ gì đó sáng vô làm em luôn. Làm thì chồng em cũng sẽ làm. Cái mẹ em từ nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng hay la bảo là con trai con đứng lên đi, cái việc này để vợ con nó làm và con An nó làm. Nhiều lần như vậy thì mẹ em cũng cảm thấy là được. Không còn những cái định kiến trong đầu. Dạ đúng rồi. Là trai Bắc là gia trưởng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Thật ra là không phải là miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đâu. Mà những người mẹ trên thế gian này đều rất sợ con gái của mẹ khổ gặp phải những ông chồng gia trưởng. Đúng, dạ. đúng. Bao nhiêu lâu thì cưới luôn nào? Dạ, sau khi lần gặp đầu đó thì một năm 7 tháng. Thời gian mà bạn này á cứ xuống thăm em á, có ngày nào mà ở lại đêm không? Dạ có, anh thường xuống mấy ngày cuối tuần á. Đêm mà tối ngủ đâu, đêm mà tối ngủ đâu. Chị chồng em là thuê cái nhà nghỉ bên cạnh 150.000 một đêm để ngủ. Xong rồi cái sáng hôm sau chồng em lại trọ sớm nhưng mà không dám gõ cửa. Em thì cuối tuần em hay ngủ nướng, em thức dậy em mở thì thấy chồng em đứng. Chồng em bảo anh đứng đây từ sớm mà anh không dám gõ cửa. Sao vậy? Sao không vô nhà trọ ngủ ké luôn? Thì nhanh vậy anh. Không, phải hỏi luôn chứ. Dạ, trời ơi. Mấy lần sau thì cũng có xuống nhưng mà là ngủ võng, xong mà ở giữa cái võng này có một cái chiếc xe máy của em rồi em ngủ cái niệm bên đây. Chồng em nằm võng đưa lúc lắc bảo thương nha, mấy núi cũng chèo mấy sông cũng đội mấy lèo cũng qua mà nhưng mà anh chỉ dước mở chiếc xe mình qua không có được. Dễ thương không, người ta đã chắn chiếc xe rồi đúng rồi không? Bao lâu thì cái xe đã đi bỏ ra? Mãi là tới lúc mà đám hỏi á thì chồng em thật tình lắm bảo chứ vợ ơi, đám hỏi anh về dưới rồi mẹ có cho hai đứa ở chung phòng chưa. Xong rồi em bảo không, vẫn chưa luôn. Vẫn chưa luôn. Chồng em vẫn ngủ phòng khác, em ngủ phòng khác. Chồng em thắc mắc bảo người ta hay nói là đám hỏi là được ở chung với nhau rồi mẹ, xong rồi mẹ khó gì chứ về chưa nữa. Từ cái đám nói tới đám cưới là bao lâu? Là 7 tháng anh. Trời ơi đúng rồi, ổng khó chịu là đúng rồi. Đúng rồi. Cái đêm động phòng hai đứa chắc nó ấn tượng lắm đúng không? Rất là nhiều kỷ niệm đúng không Thành? Bây giờ nó đỏ mặt hết trơn, nó không kể được đâu. Thôi, giờ mình nói sao chuyện khác đi. Không biết Thành có lãng mạn không ta? Em đoán. Theo em thì Thành là người lãng mạn, nói ít làm nhiều. Đó. Đúng không em? Nói nhiều nhưng mà làm ít vậy. Nhắn tin thì nói rất là lãng mạn và nói rất là nhiều luôn. Ghi tin nhắn là khúc khúc vậy nè chứ không gọi ngắn gì đâu. Nhưng mà khi gặp nhau thì không nói gì nhiều hết trơn á. Thí dụ 8 tháng 3 thì tặng cho em cái quà gì bất ngờ? Cái lần đầu tiên của 8 tháng 3 chồng em xuống chợ em là không có phải ngay ngày 8 mà đâu đó tầm ngày 5, ngày 6 á. Thì sáng hôm đó hai vợ chồng em mới đi chợ đi nấu ăn. Thì hai đứa đi chợ về nấu ăn xong về rồi để đồ đó rồi chồng em lại quay xe đi nữa. Em hỏi đi đâu, chồng em bảo anh quên này, cái đi mua một bó hoa về nhiều màu lắm anh, nó cũng đẹp lắm nhưng mà nó được bọc trong một cái giấy kiến á. Có hoa đó là cũng như trưng bàn. Không phải là hoa ngày lễ. Hoa để trưng bàn. Ở ngoài chợ người ta hay bán á chị. Hoa để trưng bàn là hoa cung nha. Thì nói luôn ra là như vậy á. Gần đến ngày 8 tháng 3 rồi. Tưởng ra ngoài đường là cũng nhiều bánh hoa lắm, kiếm hoa hồng mà không thấy hoa hồng nó bán. Em thấy hoa này cũng giống hoa hướng dương. Đâu biết là nó hoa cúc đâu.
Tên trời, em đất ơi là trời. Em có thương chồng em không? Em có buồn cười chồng em không? Em thấy là em giận. Từ ngoài cổng vô em thắc mắc, ủa mình không có bình hoa mà mua cái bông này về thì cũng đâu có chỗ đâu mà chưng. Em cũng không nghĩ là tặng lễ luôn. Chồng em cầm vô ngọt ngào lắm. Hôm nay chưa tới lễ thì anh mua trước tặng cho em. Tại vì ngày 8 không có thứ này được nên mất kịch rồi. Chiều nay em đi về. Cái lúc đó em mới dở cười ra, đây là bông cúng mà anh. Bây giờ là cứ đi ra ngoài đường em thấy hoa là vợ em bảo hôm nay rằm đúng không anh? Bây giờ 14/2 hoặc là 8/3 ngoài đường nó bán hoa nhiều ấy, vợ em hỏi là ngay ngày rằm đúng không chồng? Ngày rằm hay sao người hoa bán hoa đấy. Nhưng mà chồng em dễ thương đúng không? Các em trong suốt thời gian yêu nhau chắc đâu có giận nhau đâu đúng không? Dạ có anh, chồng em có một cái tật là rất là tôn trọng bạn bè luôn. Khi mà đi nhậu là không bao giờ cầm điện thoại. Ồ. Cho dù ai điện cũng không nghe máy, không bắt máy luôn. Bạn gái gọi không bắt máy luôn? Không luôn, là đầu giờ bảo là ừ, đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Đêm nay anh đi chơi với bạn nha, rồi đó là tới sáng hôm sau luôn. Rồi không, không bao giờ kiếm được chồng em, tới lúc chồng em tỉnh thì mới kiếm được. Tại vì mấy bạn em toàn đô bất tử à. Em uống được 2-3 ly em say mất tiêu, em lên trường em ngủ sáng mai mới dậy. Thôi mình qua luôn tới cái phần kia đi, cái phần sau khi cưới luôn đi. Thế thì bây giờ cái vụ mà nhậu mà coi như là không cần điện thoại, không cần phải liên lạc đấy là tật xấu, tật xấu có tới bây giờ luôn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi, đỡ hơn. Chồng em cũng sửa đổi nhiều. Nhưng mà cho đến hôm nay thì vẫn còn tật xấu chứ chưa có hết. Đó là bao nhiêu tật xấu nè? Em kể hết ra đây. Nhây. Nhây. Nhây sao? Nhây cực kỳ. Vừa nhậu say về là bạn chồng em điện là hôm nay cho Thành ở lại đi ngủ đơn vị nghe. Thì em cũng nghĩ là say với về thì cũng nguy hiểm thêm giao thông nữa thì thôi. Ừ anh ở lại ngủ đi. Em khóa cửa lại ngủ là tầm nửa tiếng sau là chồng em về. Về là trên tay cầm bánh tráng trộn, trà sữa các kiểu trên lề đường, ai có bán gì là chồng em mua hết. Trời ơi, như vậy đây không phải tật xấu rồi. Lẳng trên xe rồi về cái ừ anh biết chở đó bụng này kia anh mua này kia các kiểu rồi đó là em ngồi ăn đi rồi ngồi nhìn hồi là cả tầm 3 phút là ngáy luôn. Tiếp tục cái gì nữa nè? Dạ như là ngủ ngáy. Em biết là cái ngáy đó là không có kiềm chế được, nhưng mà khi mà tỉnh em nói thì chồng em bảo là anh ngáy đâu, xong rồi cái em mới ghi âm lại luôn, xong rồi em đưa. Trời ghê vậy hả? Thôi cái ngáy bỏ qua đi, tại tội nghiệp ổng. Rồi còn gì nữa nè? Dạ là không có lãng mạn anh ạ. Không có lãng mạn. Không, lãng xẹt thôi chứ không có lãng mạn. Trong đời là chỉ có một lần mua bông tặng em mà. Bông cúng. Chỉ là lộn bông cúng thôi. Dạ. Em mong muốn Thành thay đổi điều gì? Thứ nhất là nhậu kiềm chế lại. Bớt lại. Nhậu, ví dụ như mình nhậu thường ngày là mình nhậu 10 ly mình mới say thì mình có gia đình rồi. Nhậu tầm 7 ly thôi, 6 ly thôi. Dạ. Nó bảo đảm được sự an toàn. Đúng rồi. Thứ hai nữa là chồng em là một người sống nội tâm. Giỡn nói chuyện nhau thì nói nhiều lắm nhưng mà đi làm mỗi khi mà về em thấy mặt chồng em kiểu như không được thoải mái á, căng căng ra thì em có thể hỏi là hôm nay chồng bị gì hả, sao mà thấy chồng không có cười vậy. Mà chồng á không có gì đâu, mà không có gì mà nhìn nét mặt thì em có thể đoán được. Nhưng mà không kể, nhưng mà mỗi lần đi nhậu say về thì mới kể ừ hôm đó anh vậy đó, thì say về thì mới nói. Rồi bây giờ tới Thành đó. Dạ và em cũng không có tật xấu gì, chỉ có mỗi tật là ngủ thì có ngủ có thể lăn được mọi tư thế luôn. Hai vợ chồng đã ôm nhau bình thường nha, nhưng mà sáng em dậy là em ôm cái chân của vợ em rồi. Có nghĩa là bà say giống như xoay như kim hò. Cái đấy là không phải tật xấu đâu em ạ, cái đấy là ngoài vô kiểm soát cũng vô thức thôi. Đôi này thấy là quá hạnh phúc rồi anh ạ, viên mãn. Em có mong muốn vợ thay đổi cái điều gì và mong muốn vợ mình có thêm cái gì nữa? Qua chương trình này thì muốn vợ hiền hơn chút nữa. Hiền lắm rồi đấy. Hy vọng là sau ngày hôm nay thì chị mong là ước mơ của Thành sẽ thành hiện thực. Yeah. Và sang năm thì hai bạn sẽ có một thiên thần nhỏ được ra đời. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Có muốn nói gì với vợ không? Hôm nay qua chương trình này thì chồng cũng muốn cảm ơn vợ đã cùng đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn cuộc sống. Chúc vợ luôn luôn khỏe và xinh đẹp hơn. Thấy vợ rất là xúc động, không muốn nói gì hết anh không? Dạ em mong chồng em là sửa tính là cứ như là về cũng quan tâm với nói chuyện tâm sự với em nhiều hơn. Rồi cảm ơn hai em nha. Cảm ơn hai bạn, hai bạn đáng yêu lắm. Dễ thương quá. Rồi, chào hai anh chị. Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ em xin chào MC Thanh Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Lê Duy Cường, 39 tuổi, đang công tác tại phi đội 2, trung đoàn không quân 97, sư đoàn không quân 370, quân chủng phòng không quân. Xin chào quý vị khán giả. Anh Cường là phi công luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi xin mời vợ Cường. Dạ em tên là Đỗ Thanh Thảo, quân nhân chuyên nghiệp, đại úy. Em hiện tại đang là nhân viên hàng y
của phi đội 1 của trung đoàn 97 ạ. Em sinh năm 89, là năm nay 35 tuổi ạ. 35 tuổi. Nhà em được hai bé trai ạ. Một bé thì học lớp 2, còn bé lớn thì học lớp 4 ạ. Cơ duyên nào mà một người phi đội 1 và một người ở phi đội 2 lại gặp nhau? Để chia sẻ câu chuyện này thì là cũng trước đây là đơn vị em là đóng quân ở trên sân bay Tân Sơn Nhất. Thì năm 2011 là em tốt nghiệp ở Nha Trang xong thì về công tác tại trung đoàn 97 ở trên Sài Gòn ấy. Sau một năm bay hoàn thiện đề cương xong rồi em mới chuyển sang phi đội 2, là phi đội của em bây giờ. Thì lúc đấy là bố vợ em, là bố của Thảo, công tác cùng đơn vị với em. Sau một thời gian học chuyển loại xong thì ông thấy cũng chưa thấy có bạn gái, xong là ông cũng dẫn ra nhà chơi, dẫn cả em với lại hai bạn cùng khóa với em nữa. Thế là ra nhà chơi ăn cơm rồi cũng trò chuyện. Sau một vài lần thì ra nhà chơi thì em cũng thấy đầu tiên là ấn tượng đầu tiên đối với vợ em ấy là ra cũng thấy cô bé này cũng nhỏ nhắn, cũng trắng trẻo, cũng dễ thương. Nhưng mà em cũng mới nghe vài người trong đơn vị nói thì như là bà vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Thì ra đang có người chơi... đang có người yêu. Đi chơi thăm nhà thôi. Như vậy là anh chị yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới á? Thời gian của em yêu nhau cũng ngắn. Thế là hồi tháng 10 ra nhà chơi. Sau đến tầm giữa tháng 11 rồi đấy, bắt đầu là thấy phát sinh tình cảm. Xong bắt đầu là với qua lại, nhắn tin. Xong rồi đi chơi. Tết năm sau, Tết âm lịch ấy, thì em về nghỉ phép. Thế là lúc ấy là thấy tình cảm của mình dành cho vợ em bây giờ là thấy cũng chín muồi. Mà trong thời gian rất ngắn thôi. Nên là cũng nói với mẹ bảo là mẹ thử đi xem là con với lại bạn gái con bây giờ có hợp nhau không. Tuổi thì là không khắc, nhưng mà là chỉ hơi khắc khẩu tí. Từ lúc mà biết nhau đến lúc mà quen nhau đến cưới nhau thì một năm thôi. Thảo có nhớ cái lần đầu tiên mà bố dẫn Cường về nhà? Vì là ban đầu là bộ đội thì trải qua những cái huấn luyện cho nên là nhìn nó vẫn có vẻ như là già so với lại cái lứa tuổi. Em thì lúc đó em nhìn anh Cường thì em thấy, em nói trời sao ông này nhìn mặt đẻo đẻo quá à, nhìn mặt đẻo đẻo quá à, sao mà không có tin tưởng được. Xong rồi là ảnh nói chuyện kiểu rất là khách sáo quá. Anh chị giống như là giả tạo vậy đó. Ra dẻ lắm đúng rồi. Ra dẻ là em không thích. Em cũng không có nói chuyện, tại vì là khách của bố em. Cho nên là em không có nói chuyện. Dạ về sau này, xong rồi là kiểu là ảnh thấy mình không, có vẻ như là không nói chuyện với ảnh. Xong rồi là cũng không quan tâm, không hỏi han. Mà khách đến thì cũng không kiểu muốn tiếp khách. Cái là đến trưa hôm đó em đang đi làm. Lúc đó em làm ở 1.75, em chưa chuyển về đây. Dạ thế là ảnh mới gọi điện cho em. Anh mới nói là anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh không hề có ý định gì với em đâu. Anh đến chỉ là chơi với bố em thôi. Vợ em là cũng có người yêu rồi. Ra chơi là mình không có ý đồ gì cả. Chơi thăm nhà thôi. Ủa nói cái gì vậy? Tôi đến cứ chơi với bố cô thôi. Tự ái không hả? Em nói trời ơi cái ông này kỳ cục ghê. Mà mình không nói gì, mình không có ý kiến gì. Tại sao ổng lại nói mình như vậy? Cái là em nói, anh yên tâm đi, em không có suy nghĩ gì đâu. Nên là anh thấy là, hoặc là anh cũng không cần phải ra nhà em chơi nữa cũng được. Để cho em khỏi hiểu lầm. Nhưng mà sau đó thì anh vẫn ra. Nhưng mà sau đó lật ngược thế cờ, chuyển đổi tình thế. Nắm được thông tin là vợ em cũng chia tay bạn trai được một thời gian rồi. Đó. Sau lúc đó em với bắt đầu là ra nhà nhiều hơn, xong bắt đầu mới tiến tới rồi tìm hiểu. Tại lúc đó em không thích, em dẫy ra em không thích. Bao lâu mới thích? Thì bố mẹ nói vô thì... Rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất này. Quan trọng hả? Cười thì cười thế thôi, chứ bây giờ là hết cười đây này. Phần này là phần mà mình sẽ được phép nói ra hết những cái điều mà mình chưa hài lòng ở nửa kia. Và mong muốn người kia sẽ thay đổi để cho cuộc sống hôn nhân nó hạnh phúc hơn. Thế thì bây giờ nhường cho vợ nói trước đi. Dạ, yeah, anh Cường nhà em thì có rất là ít khuyết điểm. Chưa gì là vẫn có rồi. Không chị... được lạc đề nghe chưa? Dạ. Không được khen đâu đấy. Đúng, đúng trọng tâm nghe. Dạ đúng rồi. Thì ảnh là chỉ là ở nhà là ảnh không biết nấu ăn. Thì biết không? Không biết luôn. Thậm chí là nhiều khi là cắm cơm á, mà nước bao nhiêu là phải hỏi vợ ơi nước từng này được chưa? Tại vì là từ trước đến giờ ảnh học ở trong trường hay là ảnh ra làm là ảnh không có phải nấu ăn. Đúng rồi. Ở trong bếp là người ta có sẵn. Đúng. Dạ. Cho nên ảnh không nấu, về sau này ảnh cưới vợ ảnh cũng nhất quyết ảnh không nấu. Ảnh sợ ảnh nấu một bữa là sợ ảnh sẽ phải nấu nhiều bữa hay sao. Quá thông minh em ạ. Đây là người đàn ông mà rất thông minh, biết là mình làm là sẽ ngon. Chưa sâu lắm.
Dạ. Có gì xấu hơn nữa không? Xấu hơn thì chắc là anh hơi ham vui. Có một lần thì về quê thì lúc đó là bạn bè cũng tụ tập đó. Nhưng mà hôm đó con ốm, nhưng mà anh vẫn ham vui, anh vẫn đi chơi. Thế là anh nói với em là anh chỉ đi đến 9 giờ anh về thôi. Mà anh quất một phát tới 12 giờ luôn. Con thì ốm sốt, thế là hôm đó em mới bực. Thế là em giận đến ngày hôm sau. Em nói lần sau là em không cho đi nữa. Ừ. Không chơi nữa, đấy. Đúng rồi. Rồi còn nữa không? Thôi hết rồi. Thế bây giờ chồng thế nào nào? Anh Cường có thấy là vợ mình cũng hoàn hảo không? Không khuyết điểm không? Không, nói chung là nếu mà hoàn hảo thì trên đời này không ai là hoàn hảo hết. Và mình thì cái tính thì trước đây là cũng hơi tiểu thư. Tại vì là nhà là cũng được ông bà là cũng chiều. Đấy, cũng ương lắm. Lúc nào cũng là mình là số một, mình cũng là đúng hết. Mà cũng không nói lý lẽ nữa. Nhiều khi mình có cái gì đấy mình nói chuyện thì là cứ câu trước câu sau là không nói chuyện nữa. Chồng phải xin lỗi. Chồng phải xin lỗi. Thích cái tình lưỡi của em. Học em. Thôi là mới luôn đúng không? Thế là không nhắn tin, gọi điện là không bắt máy. Và thế xong rồi một hai hôm thấy tình hình có vẻ căng quá nên là em thì em rất muốn gia đình là vui vẻ. Muốn vợ chồng lúc nào cũng thế, con cái lúc nào trong gia đình mình đi làm về là thấy vợ con là chỉ muốn vui vẻ, nói chuyện cười vui thôi, hoặc là đi ra ngoài đi ăn uống đi cà phê gì đấy. Đúng rồi. Nhưng mà về cái là thấy mặt vợ cứ lạnh tanh. Thế là vui. Và rủ đi đâu cũng không chịu. Xong rồi cũng phải nghĩ cách để mà làm hòa với vợ, cũng phải xuống nước để nhận. Mặc dù có nhiều chuyện là mình không sai, nhưng mà vợ luôn luôn đúng, vợ luôn luôn đúng. Lúc nào cũng phải. Hay quá mọi người ơi. Trời ơi, tôi mong tất cả các ông chồng sau khi xem chương trình này sẽ học được cái đức tính tuyệt vời này của anh Cường. Anh Cường xứng đáng là không có một khuyết điểm nào hết. Nếu mà người phụ nữ nào ấy mà nhận sai mà xin lỗi chồng ấy thì đấy chắc chắn không phải là phụ nữ. Thôi đi cô ơi, tuyên ngôn thì tuyên ngôn để nó có người phụ nữ nào nhận mình sai em đúng, anh tìm được người phụ nữ nào nhận mình sai đấy. Mà lại còn phải năn nỉ, còn phải là có điều kiện thì mới đồng ý để tha thứ nữa. Thường cái điều kiện gì là có một số điều kiện thì cũng không tiện nói ra đây, nhưng mà có một số điều kiện thì là có thể nói ra được. Phải là mua cho một vài bộ đồ hoặc là dẫn đi ăn đâu đó thì bắt đầu là cái tha thứ cho. Ôi giời. Hay quá. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái gì mà không nói ra được hả? Cái gì mà không nói ra được không? Chút nói riêng đi. Nhưng em thích nghe không nói được. Trời ơi tò mò quá. Không nói được, ví dụ như là tinh tinh chẳng hạn đó. Tinh tinh vẫn là nói được không? Nhưng có gì mà thầm kín hơn không? Bỏ qua cái chỗ này. Ta ngại lắm. Bình thường nếu mà không có đi công tác xa nhà thì là ở trong gia đình thì dọn dẹp gia đình là công việc đấy của em. Còn những hôm mà em đi công tác xa nhà thì là một mình vợ em là phải căng đáng hết mọi việc, vừa đưa đón con vừa dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi cũng gọi điện trách chồng bảo là sao đi công tác lâu thế. Đúng rồi. Mà ở nhà bao nhiêu việc đều đến tay em, thì bây giờ anh bảo là bây giờ là nhiệm vụ của anh như thế, em phải thông cảm cho anh thôi. Khi nào anh về thì anh sẽ bù đắp lại sau. Mặc dù biết chồng đi làm mà nhiều khi do nhiều việc này việc kia việc công tên á, dạ vẫn tủi thân quá, anh ạ. Vợ em thì cũng có thêm cái tính là hay cảm nhận thôi. Thực ra là tính của em ở trong đơn vị ấy, thì là cũng vui vẻ với bạn bè với đồng nghiệp, nên là nhiều khi anh em gặp nhau là cứ thỉnh thoảng lâu lâu lại ngồi nhậu với nhau vài ly, và vợ cứ thấy là nhậu hơi nhiều là vợ lại nhắn tin vợ nói, vợ bảo là uống ít thôi. Đúng thực rồi. Ra là vợ quan tâm đến mình. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi thì mình lại cũng ham vui với lại anh em trong đơn vị một tí, là vợ vẫn hay nhắn nhở và cũng hay nói nhiều về cái chuyện đấy. Đó. Rồi bây giờ hôm nào mà nhậu với lại anh em trong đơn vị mà uống nhiều quá ấy, là vợ em bảo là tối nay là anh ngủ đơn vị không về nhà nữa. Đấy. Thế bây giờ Cường muốn Thảo thay đổi điều gì? Theo như quan điểm của em là cũng đủ cũng ổn, thì chỉ có mỗi cái là ít cảm nhận lại một tí và và giận thì giận ít lại thôi. Thực ra phụ nữ thì hay kiểu giận hờn vu vơ để cho được chồng yêu hơn á. Đó, thông điệp chung của chị em là như thế thôi anh ạ. Nên là em nghĩ là đó cũng là những cái điểm mà rất là đáng yêu của vợ mình thôi. Dù là đã có hai bé rồi, vâng, đúng không? Vâng. Nhưng mà vẫn giữ được cái lửa hạnh phúc yêu thương. Yeah. Thật sự nói ra những cái điều mình chưa vừa lòng ở người bạn đời, nhưng mà trong ánh mắt của cả hai người mình thấy được trong đó nó cả một cái sự bao dung. Cả một trời yêu. Cả một cái trời yêu, đúng không? Mà lúc nào cũng ở lại chứ không có trở lại. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn Cường. Dạ, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn vui tươi, nhận thật nhiều những cái năng lượng yêu thương, hoàn thành tốt tất cả những cái nhiệm vụ, làm thật tốt với công việc của mình. Dạ, và em cảm ơn anh chị. Bay thật là tốt đẹp. An toàn. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng có thể đứng lên ôm nhau một cái được không ạ? Đó. Rồi. Để cho mọi người được lây cái vía hạnh phúc này.
Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. 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 Cảm ơn anh chị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua hai câu chuyện của hai cặp vợ chồng. Đều là những câu chuyện thật hay và thật là ý nghĩa. Và chúng ta đừng quên bật TV vào lúc 11 giờ thứ bảy tuần cuối cùng của tháng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Và chúng ta sẽ xem lại vào lúc 13 giờ chủ nhật tuần cuối cùng của tháng trên kênh SCTV6 nha. Còn bây giờ Thanh Vân và Quốc Thuận xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.